Ngọc rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Miền Tây chào ngày mới phát trên báo Lao Động. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thông tin từ Tổng giám đốc công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cho biết đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Cần Thơ về việc xin chấp thuận nghiên cứu đề xuất thực hiện đầu tư dự án khu công nghiệp Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP với quy mô 600 đến 800 ha tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển, diện tích đất nông nghiệp của Cần Thơ còn rất lớn, việc có thêm một khu công nghiệp có ý nghĩa lớn đối với thành phố. Đối với đề nghị công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, thành phố sẽ hỗ trợ lập hồ sơ trình cấp trên, khi có chủ trương đầu tư sẽ giao cho nhà đầu tư thực hiện quy hoạch tỷ lệ 1/2000. Là địa phương có số nhà yến lớn nhất nước, tỉnh Kiên Giang từ tháng 3 năm 2023 đến nay đã có 61 nhà yến tại 7 huyện trên địa bàn được giám sát dịch bệnh cúm gia cầm Newcastle để cung cấp yến xào cho 9 doanh nghiệp đầu mối đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong đó, Kiên Giang có 2 trên 9 doanh nghiệp, sản lượng ban đầu khoảng 2-3 tấn trên năm, kết quả đều âm tính với dịch bệnh được giám sát. Nếu thuận lợi và đảm bảo đủ các điều kiện, dự kiến đến hết tháng 3 năm 2024, yến xào của tỉnh Kiên Giang có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Nhà vườn trồng thanh nhãn trên địa bàn huyện Kế Sách, Sóc Trăng đang vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, mùa vụ năm nay chưa trọn vẹn bởi nhãn trúng mùa mà giá thì không như kỳ vọng. Cụ thể, năm nay thời tiết thuận lợi, huyện Kế Sách đạt 10 tấn trái trên 1 hecta, tăng khoảng 3 tấn so với niên vụ 2022. Tuy nhiên, giá bán đang có chiều hướng giảm, chỉ còn khoảng 28-30.000 đồng trên 1 kg, giảm 5-7.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước. Với giá này, trung bình 1 hecta sau khi trừ đi chi phí, thu nhập 180 triệu đồng, giảm từ 50-70 triệu đồng trên 1 hecta so với niên vụ năm 2022. Đã gần một tháng trôi qua nhưng đến nay, người dân tại xã An Hiệp và xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre vẫn tiếp tục cố thủ, ngăn chặn không cho xe chở rác vào điểm tập kết với mong muốn địa phương sẽ xử lý dứt điểm vụ việc. Trước tình hình này, cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đã lưu chứa tạm thời tại nhà xưởng của nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đối với rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre. Riêng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Ba Tri thì lưu chứa tạm thời tại sân vận động huyện Ba Tri. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, núi Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang liên tục sạt lở đất đá do ảnh hưởng của mưa lớn. Nhiều tảng đá nặng đến vài tấn lăn xuống đường, chắn lối đi. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, chính quyền địa phương đã cho lắp đặt rào chắn cảnh báo nguy hiểm, cách khu vực sạt lở núi khoảng 100m. Bên trong khu vực đá lăn, lực lượng chức năng đang khẩn trương phá đá dọn đường, sớm đảm bảo việc lưu thông xe cho người dân. Từ 10 ngày đổ lại. 10 ngày đổ lại tối thiểu là 10 ngày đổ lại là xong. Nếu không mưa gió nha. Trong thời gian tới thì cũng đề nghị các ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ đối với chỗ thị xã Well đi khảo sát để có giải pháp để giải quyết căn cơ những cái vấn đề về tình trạng đá rơi của núi Ba Thê. Tính toán sơ bộ của Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự huyện Thoại Sơn, thời điểm hiện tại đã có 6 khối đá nặng khoảng 20 tấn đã lăn từ trên núi xuống. Qua khảo sát, hiện còn một số khu vực có những khối đá lớn trên 70 tấn có dấu hiệu lăn xuống rất nguy hiểm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Miền Tây chào ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.